Ngày xưa ấy, thì người ta sẽ thường rất là dễ đánh đồng âm nhạc của nhóm với hình ảnh của nhóm, tại vì ngày đấy là các bạn ở cái tuổi đó và hát những cái bài như thế về tuổi học trò, hát những bài về tuổi học trò nó là một điều rất là bình thường và đương nhiên người ta sẽ thấy rất là dễ chấp nhận. Nhưng mà bây giờ theo thời gian các bạn đã trưởng thành hơn, thực ra đã trở thành những người phụ nữ trưởng thành rồi và vẫn hát phong cách đấy thì có thể khán giả vẫn sẽ yêu thích phong cách đấy, bởi vì là mình là nghệ sĩ mà, nên sẽ không bị biến hóa kiểu gì chẳng được. Nhưng mà tự thân các thành viên của nhóm đi, có bao giờ mình bị cũng bị cảm giác là sợ người ta nghĩ mình cứ sừng làm nghé không? À, đôi khi cũng sợ, nó giống như là em nhớ hoài có một người bạn em cách đây cũng rất là lâu rồi cũng nói đó, trời ơi, bây giờ không tranh thủ đi, mày không tranh thủ mày mặc cái đồ màu sắc nổi nổi đi, mày lớn tuổi rồi mày mặc á là người ta nói mày á là hả già mà mất nết kiểu như vậy. Thì khi mà em chọn trang phục cho nhóm á, em cũng rất là sợ, kiểu mình cũng không có dám mà mặc đồ mà kiểu hơi màu sắc lè loẹt hoặc là những cái đầm mà búp bê ngày xưa nhóm em hay mặc á, nụ cười thiên thần thế này kia mà ngắn ngắn cũng không có dám mặc. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng may mắn là kiểu đứng ba bạn với nhau thì mình xem cũng hơn là còn giữ được cái độ tuổi nó cũng hơi bằng nhau thì cũng đỡ, nói chung là chọn trang phục gì cũng đỡ hơn. Đấy là chuyện về âm nhạc, còn có những chuyện khác chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự bền chặt của một nhóm. Như lúc trước ấy, khi mà có thể các em còn ở cái tuổi teen đó, mình hoạt động có thể dưới sự quản lý của gia đình hay là của các thầy chẳng hạn, thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng và rất là thống nhất với nhau cả về âm nhạc trên sân khấu cũng như là trong cuộc sống riêng. Nhưng mà theo thời gian khi mà trưởng thành, bắt đầu có bạn trai này, đấy, thậm chí là lập gia đình và có con nữa, thì những cái việc thay đổi trong cuộc sống riêng như thế nó có ảnh hưởng gì nhiều đến cái tính bền chặt, cái sự gắn kết của các thành viên trong nhóm không? Nhóm nhạc mà để duy trì với nhau rất là khó, thì mỗi người ta sẽ có mỗi ngày mỗi suy nghĩ khác, mỗi năm mỗi tháng sẽ suy nghĩ khác. Nhưng mà may mắn là tụi em vẫn còn cái duyên với nhau, nhất là Trâm vẫn còn cái duyên với em, thì tương lai ai cũng phải có lấy chồng sinh con có gia đình, thì khi mà có mình vẫn chúc mừng. Và thôi em còn hối nữa, em thôi mày lẹ vô tao kiểu giống như bây giờ em còn đi theo chị hoài á, bởi vì chưa có gia đình được. Em còn muốn kiểu giống như là thôi cứ mỗi người phải có cái định hướng riêng của mình, thậm chí là hát solo riêng mà mình cảm thấy mình có khả năng, và sắp xếp phải dàn xếp với nhau, nói rõ ràng chị ơi em thích như vậy thế này thế kia, thì mọi thứ là em vẫn ủng hộ bình thường.